À, xin chào mọi người á, chào mừng mọi người quay lại với shop xe máy nha mọi người. Thì hôm nay mình cập nhật cái lô Sirius mới về, Sirius với lại quay, à, số lượng về cũng rất là nhiều luôn. Đó. Sirius này quay RTX đồ cũng về nhiều nha mọi người. Thì anh chị và các bạn nào mình xem á, thì mình cứ like chia sẻ mạnh á. Cái thứ hai mình đăng ký kênh. Còn cái địa chỉ Facebook thì mình để bên trong á, mọi người cứ theo dõi trong cái fanpage đó nha. Theo dõi là bấm nút theo dõi nha mọi người, rồi sau đó nhắn tin cho mình. Đó. Thì sắp tới mình có nhiều anh em nhắn cho mình là cập nhật giá xe mới cho anh chị và các bạn với. Thì ok, để hôm nào mình rảnh thì mình sẽ cập nhật cho anh chị và các bạn ha. Tại vì có những anh em thích mua xe mới á, ngoài xe mới mà tùy theo tiệm, có tiệm thì giá rất là rẻ luôn. Thì mình sẽ cố gắng mình quay ha. Như đây là Sirius bánh mâm này mọi người. Hàng là mới về, tem xanh trắng bánh mâm. Con này bây giờ rẻ lắm. Mấy con này nếu mà như xe mới á, thì họ sẽ không, các bạn đâu cần trả trước đâu. Các bạn cũng nhận xe về rất là đơn giản luôn. Ví dụ như xe mới nha. Còn xe cũ thì những cái con như này á, đôi lúc thì mình gặp được họ bán lại, họ nâng cấp đó mọi người. Đấy là họ mua lên con xe khác á, ví dụ như không có đi Sirius. Họ lên Exciter á, thì những cái dòng này thì nó lại rẻ hơn rất là nhiều. Gặp được những cái độ đó thì bán những cái con này nè mọi người, thì nó dao động từ chắc 6-7 triệu là mình nhận xe thôi. Đó, từ từ mình sẽ báo giá hết cho mọi người nha. Đó, Sirius. Bên này thì Sirius FI nè mọi người, bản này bản RC này, cũng là bản bánh mâm luôn. Thì con này thì đi tem đỏ. Con này thì con mới, con này thì hàng mới về. Mấy con này là mọi người không cần trả 1 triệu nào cũng có thể mình nhận xe, mình lái xe về mình đi bình thường nha mọi người, nên các bạn cứ yên tâm. Rồi đây nè, đây cái lô mà mới nhập về nè, mình cái lô mới nhập về ngoài đời nè mọi người, đợi tí nha. Đây là nhập về đợt này thì nó lại có thanh lý, thì có Sirius này, rồi có Figo này. Figo em này thì mới vừa về, Figo S nè mọi người. Figo này thì hàng của thằng Yamaha nên rất là tiết kiệm xăng luôn. Con này mình mua chỉ cần 3 triệu là mình mua được nha mọi người. Mang theo chứng minh nhân dân với lại giấy phép lái xe, mình trả trước tầm 3 triệu thôi. Đó, Figo FI. Figo này cũng FI luôn nè. Thấy khóa thông minh không? Cổng sạc USB. Đó, của thằng Yamaha nên công nghệ nó rất là nhiều luôn. Bản này bản mới nhất. Figo S hàng mới vừa về. 2-3 triệu là mua được nha mọi người. Đó. Rồi, đây, cái lô này chủ yếu là mình muốn nói cho anh chị và các bạn là về Sirius này, chủ yếu là Sirius nữa thôi. Đây, còn bán những em Sirius này nè mọi người. Sirius này mọi người thì không cần trả trước nha. Lô này thì mình không cần trả trước luôn. Đó, Sirius này thì mình vừa nhập về Sirius mới nha mọi người. Đó. Sirius mới 10 lô này thì để rỉ cho anh em là 10 tùy theo con từ 15 tới 19 triệu. Đó, Sirius mới nha. Đó, cho anh chị và các bạn ha. Nè, hàng mới nhập nè, các bạn nhìn nè. Màu trắng nè, meta của nó đó, có ấy đó. Con này nữa này mọi người. Này cũng là một con màu đỏ đen. Con này cũng vừa nhập về, trong cái lô này về mấy con. Mấy con này mua mình không cần đưa đồng nào mình cũng có thể mua được bình thường á. Các bạn nhìn đi, mẫu Sirius thì bên kia thì màu trắng xanh, bên này màu đỏ đen nè. Nhìn con màu đỏ đen đẹp không? Không cần trả trước đồng nào cũng lượm xe về nhà, nhanh gọn lị 30 giây.
Đó, đó là mẫu hôm nay về được mấy mẫu. Bên này nữa nè, con này thì tương tự với con bên này. Đó, các bạn để ý giùm em ha. Rồi, ngoài ra thì có siêu rút này nữa nè. Con này mẫu mẫu khác nha mọi người. Đây là đen nhám á. Con này bản đen nhám nè. Mấy bản này bản thường. Còn là đó, nhập về đây thì ví dụ như bán vài bữa rồi bắt đầu đem ra lại thanh lý cho anh chị và các bạn tiếp. Nên có nhiều anh em thì nói mình đầu tiên là phải đi dạo này phải đi cập nhật sim mới cho anh chị và các bạn, để mà mọi người có một cái nhìn muốn mua xe nào á thì mình biết là mình nên mua xe cũ hay sim mới nè. Rồi có những anh em thì thích mua xe mới, nhưng mà tại kênh mình dạo này gần đó ít khi mà mình đăng những cái lô mà nó mới về. Rồi hôm nay thì tiếp tục cũng có về con ẹt 155 nữa nè mọi người. Lô này về cũng nhiều đấy. Đó, mọi người nhìn kìa. Con này là ẹt 155. Con này thì trả 3 triệu là nhận xe nha mọi người. Ẹt 155 hỗ trợ 3 triệu luôn. 3 triệu là các bạn cũng có thể nhận xe về nhà, rước xe, rước em nó về nhà chạy TT. Thì trên kênh này thì lâu quá mình làm thì hôm nay mình tạm giới thiệu lại cho anh chị và các bạn ha. Ad 155 thì nó sử dụng công nghệ VVA, có nghĩa là khi mà vòng tua mình đạt 7.000 á, nó sẽ nhảy VVA lên. Nó nhảy ra một cấp độ mới á, chế độ mới á, nên đi rất là sướng luôn. Cái thứ hai, Ad 155 đợt này thì nó lại có smart key. Ngoài smart key thì nó có cổng sạc USB nữa nè. Đó, cổng sạc USB bên đây. Và sên của nó mọi người, chỗ này nữa nè, sên nó là có phốt cao su này. Đó mọi người nhìn đi, quay sơ cho mọi người ha. Đó, anh chị và các bạn nào mua thì mình cứ comment mạnh dưới video ha. Còn bữa nào anh chị và các bạn nói mình cập nhật xe mới, bữa hôm nào mình sẽ cập nhật kỹ cho đủ các dòng cho anh chị và các bạn ha. Tại vì mình anh em nói là cập nhật xe mới đi, nhắn tin cho mình rất là nhiều. Tại vì nó có xe mới nó mới có xe cũ, nên phải quay cho anh em xem và cũng như là anh em tham khảo. Tại xe mới cũng tùy theo chỗ bán mắc, bán rỉ nữa mọi người. Đủ hả? Ví dụ như có những con 50 này, Super mà 50 nè mọi người. Cái này thì rẻ lắm, tầm 90 triệu. Bên này nữa nè. Đó. Rồi, chắc là mình cập nhật sơ cho anh chị và các bạn thôi. Mọi người xem thì nhớ like, chia sẻ mạnh để ủng hộ mình. Cái thứ hai là mình bấm đăng ký kênh, nhấn vào chuông. Có gì mình sẽ cập nhật, sắp tới mình sẽ cập nhật nhiều cho anh chị và các bạn về tay ga nè, AB các loại. Ok, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở clip tiếp theo.